Má nè. Đấy. Cái cây này là vì sao tôi đặt cái khung hình đầu tiên là nó là cái cây phui được chào giá 4 tỷ. Thì thấy anh em là cho biết là nhiều người trả 2 tỷ rồi mà không thành. Đấy nha, chào đón các bác đến với triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài Quốc Oai nhá các bác nhá, lần thứ 3. Đấy thì hôm nay thời tiết đẹp dã man, mấy hôm trước thì mưa lắm các bác ơi. Đây này, cái khuôn viên này cực kỳ đẹp để bày cây. Nó có hồ nước này và những cái đảo như này, bày sướng lắm các bác. Địa bàn tuyệt vời, thời tiết hôm nay tuyệt vời mà, nắng ấm. Đây các bác nhá, tí nữa tôi sẽ đi chi tiết từng cái chỗ như đấy thế một. Và bây giờ tôi đến với cái cây phôi, cây xanh Nam Điền này. Nam Điền không biết đúng không, tôi xem trên mạng thôi. Thì anh em đồn thổi rất là nhiều cái cây này. Nó thực tế nó rất quái và cái chân bệ nó ghê gớm mặt luôn. Và được những cái đường đục lùa cũng ác chiến đấy. 4 tỷ của bác Thuận Phạm hay cái gì đấy thì tôi cũng không nhớ đâu. Đây, các bác nhá, 4 tỷ. Này, nó như một cái hòn non bộ. Đây, bệ ngày xưa các bác tưởng tượng nhá, nó xuôn lên đến đây. Những cái rễ này hoàn toàn là nối lên trên phần trên này. Đấy thì bây giờ được đục đi rồi. Và là cái bệ nó rất là bệt, khô, rất là bệt. Nó giống với cái si của tôi, so sánh thì khập khiễng rồi. Giống cái si. À đây, ứng hòa. Đấy, Đặng Đình Thuận nha bác nhá. Chân cây này chắc chắn là nhiều bác tác nghiệp đưa tin ở đây rồi. Tôi thì cũng chỉ đi thưởng thức và có những câu chuyện nói chuyện với các bác. Đi cùng mấy anh em tiện quá, hôm nay có anh ấy có xe thì mình đi cùng nó vui quá. Đấy, mấy anh em. Nếu các bác có 4 tỷ, các bác có mua cây này không? Đấy, mỗi người phong cách các bác nhỉ, khó nói lắm. Nó là một cây độc đáo, ví dụ đây các bác tưởng tượng cái cây nhỏ các bác đục thì nó khác cây to các bác đục này. Nó thực sự là nó khó khăn hơn đục tạo hình. Đấy, đường đục mà để dẻo được là rất khó đối với những cây to các bác nhé. Đồ đạc phải ngon, ý tưởng tốt, có tay nghề. Alo, vâng, ai đấy, anh nói to hơn chút được không ạ? Alo, vâng, à dạ vâng, lên đến nơi rồi ạ. Ra là ở chỗ nào bác nhỉ, đi đến chỗ nào lấy bác nhỉ? 70 gì ạ? Nguyễn Hoàng ạ, à 70 Nguyễn Hoàng ạ. Mình có đi qua đài Lộc Thăng Long bác. Ok bác, rồi, nhật chi bác. Đấy, mua cái cây ở dưới Ninh Bình không bác, thì gửi à? Gửi xe khách lên bến xe Mỹ Đình. Đấy. Rồi, đâu nhá, một mình nó để ở cái khu vực bên này. Thôi, cây này chiếm sóng nhiều quá, tôi xin phép tôi đi sang khu vực bên này. Đi lướt các bác, vì tôi khá là bận, tranh thủ buổi trưa. Nói chung là cứ đi xem triển lãm này các bác phải đến tận nơi rồi cũng sướng. Cây cỡ to thì bày ở cái hàng này. Có lẽ là phải đi rất lâu thì mới quay hết được. Cái khu vực mini là bày ở cái đảo này. Rất nhiều cây đẹp các bác. Rất nhiều cây đẹp đấy. Đây thì những cây như này thì chắc là tạm thời tôi bỏ qua đi. Tôi vào luôn cái khu vực có thảm này đi. Thảm đi. Thì cứ đi lướt các bác nhé, coi như các bác đang đi chơi thực tế luôn nhé. Còn cây nào mà em cảm thấy nó vừa miếng hoặc là nó có cái độ đặc biệt thì em sẽ focus vào nó.
cái tùng La Hán. Khu vực này kia bắt đầu là xuất sắc này. Cây này phôi nhưng mà nuôi ổn này, nuôi cây này sẽ rất là hay. Số điện thoại. Đấy, tí nữa hai cây này đẹp quá. Đấy, hai cây này và cây kia thì tin đều nhìn thấy ở trên mạng rồi nhưng hôm nay nhìn thấy thực tế. Cứ từ từ này, cái cây này. À, của anh không Minh Dưỡng. Nói nhiều. Anh bắt Dưỡng. Để lại. Minh Dưỡng. Cái cổ này chắc cần dẻo hơn tí nữa các bác nhỉ. Chỗ này hơi bị béo tí. Hơi bị béo tí. Chỗ này ngày xưa gập là bị nổ đây nên mới to thế. Mới béo. Cái này rất sạch sẽ. Đẹp đấy các bác. Cái này cũng hay. Xin phép các bác là không quay được chi tiết nhiều các bác. Tội còn trong kia còn rất nhiều. Quay tổng quan của các bác. Có động lực các bác đến nhé. Tác phẩm này cũng rất đẹp. Vĩnh Lộc. Ô. Nóng lòng lắm rồi, đi vào luôn cái cây, hai cái cây mà nó đập vào mắt người luôn các bạn. Các bác xem cho nó sướng. Đây, dãy này có cây này đẹp. Và cái cây của anh Minh Dưỡng. Đây. Lối đúng lối gu đây. Nếu các bác nào mê dáng làng đây. Cây này thì cần sạch sẽ hơn thôi. Chứ tuổi tác thì kinh điển rồi. Các bác nhìn thấy nó độ kinh điển không? Tôi xem ở trên ảnh cảm giác nghĩ là nó bé nhưng mà nó to quá các bạn, nó to lắm. Cây này phải hai người khiêng nặng. Minh Dưỡng. Đấy. Có tiền thì cứ sở hữu đồ độc các bác nhá. Không có tiền thì phải chịu. Chứ mua những cái đồ này về không bao giờ thiệt. Thứ nhất là kinh tế của các bác nó mạnh rồi thì khỏi phải nói. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Sướng không? Sướng không bác? Mặt nào cũng đẹp. Này, đang nuôi một cái nhánh ngoại lai này này. Cùng dòng điền để thứ nhất là lấy cái sẹo này cho nó liền. Cái này mọc to lên là cái này liền. Cái thứ hai là để ép vào đây để lấy một cái chi phía bên này, có lẽ là như vậy. Hoặc là làm ý đồ gì đấy, đại loại là muốn ghép vào đây.
đúng không bác? Ok bác, để sang cái cây này hay quá, cây si này tuyệt vời quá. Cây si này không, à này, à của Trương Phạm, Trương Phạm, Trương Phạm này thì kinh rồi, Trương Phạm kinh rồi. Đấy, kết thúc cái video mở màn này ở cái con si kinh điển các bác, để chuyển sang cái video tiếp theo các bác xem cho nó dễ phân chia từng khu vực các bác xem cho dễ. Cây này thì dã man quá, tôi cũng nhìn thấy cây này trên mạng nhiều lần rồi nhưng mà không nghĩ nó to này, to nầm này mới sướng. Rất kỳ quái si. Này chắc cũng chắc tầm 500-700 mất. Ở những cái video của bác khác quay mà có giá thì các bác comment vào nhé. Em không hỏi được giá, không biết giá cây này đâu. Bác Trương thì bác bán hết mà. Bán là người buôn cây mà thần tài nhất trong làng cây bây giờ đấy. Ok các bác, sang bên này tí. Phôi, còn là phôi lên tin. Này hay này, sử ba thá. Đi xa trung tâm tí cho bình phẩm cho dễ. Cây nào cũng đẹp quả các bác, nhưng mà trong một cái rừng rất nhiều cái này thì ta nên tập trung những cây nó xuất sắc các bạn. Con này rất giá trị đây. À, Nguyễn Đình Quyền này. Đình Quyền Trung Mỹ. Già. Già, ba vai đúng lối chơi bây giờ đây. Già tuổi thì không miễn bàn các bạn. Các bác thấy xem nhiều nó có sướng hơn là xem ít đâu, cũng không sướng đâu bác, nhiều quá đâm ra là xem khổ đấy. Đây con này anh hay mạnh đấy, được này nuôi được, hợp với các bác nào tín đồ mini. Không mini lắm đâu các bác, những hàng chăn nuôi là tuyệt vời đấy, lên chuẩn chỉ cút kiếc rồi, đục đẽo rồi, bây giờ chỉ có nuôi thôi. Đấy ngon nha, bỏ cái này đi nhìn cho nó dễ. Đấy cây hay, đồ này thì đậm tiền rồi, đậm tiền cũng đậm tay rồi. Đẹp cả, đều là những cái phôi rất đẹp. Lối chơi rất là hiện đại bây giờ. Tầm 2 người bên ạ.
được. Không biết cái biển bên này đâu, bên này đẹp. Ok các bác, để tôi sang khu vực bên kia, nóng lòng lắm rồi.